Sức hút của vợ chồng ông Dũng Lò Vôi vẫn chưa hạ nhiệt. Từ việc chơi tất tay với nghệ sĩ showbiz, vợ chồng đại gia Bình Dương cũng gây chú ý xung quanh hoạt động từ thiện của mình. Mới đây, trong livestream vào sáng ngày 30 tháng 8, bà Phương Hằng có mách với chồng là có người chửi mình vô cớ. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên bà Phương Hằng đấu khẩu với anti-fan qua mạng xã hội. Đã có rất nhiều người biết ơn những gì vợ chồng bà Phương Hằng làm cho bá tánh trong thời điểm dịch bệnh này, nhưng cũng có không ít những ý kiến cho rằng bà nói nhiều, chỉ nói mà không làm. Trước những màn lùm xùm này của vợ, thì ông Dũng Lò Vôi có nói với một người hiểu chuyện thì mình nói, còn nói với những người không hiểu biết chỉ tốn công, tốn calo giống nước đổ la môn, nước đổ đầu vịt, khổ lắm đừng có nói nữa, hơn thua với những người như vậy. Đúng là trong thời điểm nhạy cảm thì dịch bệnh rất khó khăn, bất cứ vấn đề nào liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là những chuyện làm từ thiện cũng đều dễ khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Hy vọng rằng sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Những ai hảo tâm sẽ giang tay giúp đỡ mọi người nếu đáng được tôn trọng và được ghi nhận. Vì điều cần nhất trong lúc này là sự chung tay của tất cả mọi người trong cuộc chiến chống dịch để đạt kết quả tốt nhất.